throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerk it like Molly. Don't pop it like Molly. Bướm đêm gọi cứu con gai. Cứu con gai nghe. Giờ khuya rồi sao muội chưa đi ngủ? Muội đi thăm tỷ. Từ ngày tỷ bị nhốt em buồn muốn chết luôn à. Tỷ thì vui, tại công công trong đây đẹp trai lắm. Hàng trưng bày thôi chứ không xài được đâu tỷ ơi. Kệ, buồn buồn nhìn cho đỡ thèm. Muội sao rồi, còn ở dơ không? Tỷ cứ chọc muội hoài à. Tỷ nói thiệt, muội thúi dữ lắm. Giờ thơm chưa? Thơm rồi, bây giờ muội tắm mỗi ngày. Vậy cũng ổn, mỗi ngày đầu tháng muội đều có tắm mà. Vậy cũng được. Dạo này mấy má hành phi ớt phi khỏe hết hả? Có ai nhức đầu sổ mũi chóng mặt hay là đau bao tử gì không? Tại tỷ rủa dữ lắm, ngày nào tỷ cũng rủa, rủa cho tụi nó rụng trứng luôn. Hành phi vẫn bán bánh trắng trộn, ớt phi thì mổ ruột thừa ngày hôm qua, tỏi phi thì vẫn dậy vẫn sống ảo trên Facebook, bệ hạ thì bận coi quẹ ăn anh. Vậy cũng ổn, thấy ai cũng khỏe hết, chị cũng buồn. Nãy giờ tỷ chưa hỏi thăm mũi, bệ hạ hốt mũi chưa hay còn đóng màn nhện. Nghĩ là chưa, kỹ năng đú đẫn của mũi dở quá. Chứ gặp tỷ là xong phim hết rồi. Quay, nói thiệt đi, muội có bị bệnh gì không? Chứ sao tới giờ còn ở không? Nói đại đi, tỷ công hứa sẽ tìm cách cho muội. Nhưng mà tỷ hứa sẽ cười về mặt muội cho muội quay. Có chuyện gì nói đại đi, ngồi đây muội cắn quá trời luôn. Nói đi, nãy giờ tỷ đâu có nói gì, chờ muội nói đó. Tỷ chờ nghe nè, nói đi. Nói nghe nè, bây giờ tỷ có rảnh không? Tỷ nhảy vô họng em nói luôn đi. Rốt cuộc là chuyện gì nãy giờ tỷ đâu có nói gì đâu. Nói đi, giúp được tỷ cũng bỏ lỡ. Bị hại chơi mặt, em bị nám. Nhưng mà nám đâu phải là cái tội. Nám không có tội, chỉ tội cho con nhỏ nào bị nám thôi. Tỷ nói chuyện quỳ vốn quá. Tưởng chuyện gì chứ nám thì quá dễ. Bao tỷ uống trà sữa đi, tỷ chỉ cho. Hả? Tỷ biết cách trị nám hả? Chỉ em đi, em bao tỷ uống trà sữa để dễ chết em á. Ngày nào cũng phải đánh 8 lớp phân em mệt mỏi quá. Tưởng chuyện gì, dễ ẹt. Bùi lên mỹ phẩm Tân Đại Dương chấm cơm đi. Kem trên đó, chuyên trị nám vừa trắng da luôn. Cứ gọi mỹ phẩm Tân Đại Dương chấm cơm, sẽ thấy kem trị nám mũ trơm Tân Gia Khang. Mà hiệu quả không vậy tỷ, hiệu quả mới xài á. Sao lại không? Chiết xuất từ mũ trơm, ngọc trai, sữa dê rồi còn được sở y tế kiểm nghiệm nữa chứ giỡn hả? Mà có mắc không? Rẻ rề hả má? Con 119.000 một hũ hả? Tại để dành bao nhiêu vốn liếng, em tẩu vô em ua hết trơn rồi. Ê, em có cách rồi. Trong cung cũng đang có cuộc thi nhảy dành cho những người tưởng mình đẹp. Chỉ cần tỷ cho em điệu múa con thiên nga chết đuối, đảm bảo em thắng chắc. Em biết con thiên nga chết đuối là điệu múa độc quyền của tỷ. Em hứa một mình em biết thôi à. Nhớ nghe, đứa nào mà biết thêm là tao bo xì mày luôn. Em thương tỷ quá à. Em mà mua được kem trị nám mũ trơm Tân Gia Khang, em bao tỷ uống trà sữa ngập mặt. Nhớ nghe, đứa nào nói dốc cho nó ế chổng mong suốt đời. Dạ, có mũ trơm Tân Gia Khang trắng da trị nám còn khuya mới ế ha. Khởi bẩm nương nương, có nguồn tin cho biết là Cúc Dịch quý nhân đã có phương pháp trị hết nám, tên là mũ trơm Tân Gia Khang. Ngươi nói giờ nghe nói chơi à? Nghe nói cô ta thắng cuộc thi múa bằng bài con thiên nga chết đuối nên mới có tiền mua kem trị nám của mỹ phẩm Tân Đại Dương. Mỹ phẩm Tân Đại Dương sao nó biết được ta? Nghe nói ngoài chợ hiệu thuốc shop mỹ phẩm ở đâu cũng có. Nghe nói ngoài kem trị thâm nám ra còn có các sản phẩm trắng da trị mụn dưỡng da toàn thân nữa. Cứ tưởng một mình ta biết, vậy mà cuối cùng để con mâm thui nó biết. Nàng thấy điệu múa sao hả? Múa sao quá? Đây là điệu múa độc quyền con thiên nga chết đuối. Nói không phải nổ chứ điệu múa đó của thiếp. Của ai cũng vậy, ta thích là được. Bây giờ thiếp mới hiểu, tình yêu không có lỗi, lỗi tại mình chơi ngu. Nói mày đừng buồn, từ khi chơi với mày tao cảm thấy tao thích chơi với Kiến hơn. Tao đi về mua đường đây. Đi ra. Ủa lộn, bị hả, thiếp thắng rồi mà. Sao bị hại chơi quăng cục lơ vậy? Ta thích võ tắc thiên hơn. Tắc thiên tắc muối gì? Lúc đầu bị hại chơi em bị nám, bây giờ em hết nám rồi bị hại lại nói là thích võ tắc thiên hơn. Bị hại thích ăn giặt lắm hả? Lật qua lật lại với bánh trắng nướng vậy. Người nói đẹp gái mới có nhiều đứa yêu, nên em mới mua kem trị nám rồi kem dưỡng trắng của mỹ phẩm Tân Đại Dương. Bây giờ đẹp lên bị hại cũng không chịu. Đúng là yêu một người vô tâm, là nước mắt rơi âm thầm. Em có gì thuộc con võ tắc muối đó? Vậy người hơn nàng ấy ở điểm nào? Em xấu hơn, bưởi của em cũng nhỏ hơn. Chưa hết, em lùn và còn ít tắm hơn. Bệ hạ thấy chưa, em hơn nó mọi mặt. Bệ hạ, chí nguy, chí nguy. Võ tắc thiên chạy như con điên dấp một bít té xỉu rồi. Kiều sẽ cấp cứu chưa? Dạ rồi. Võ tắc thiên, ta nguyền rủa người sẽ bị mất trí như phim Hàn Quốc, rồi ta sẽ được làm má thiên hạ. Cái đồ võ tắc muối.